Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, nè nè biết gì chưa? Cứ sao ngào cái dậy sao tôi ngủ thêm được nữa. Chuyện ông tám, chuyện bà tám, chuyện vừa xong, chuyện hôm qua. Tôi đâu có đảm bảo rằng chuyện tôi vừa kể là đúng nha. Nhưng mà tôi phải nói ra nếu không xảy ra chuyện lớn. Ê con này đẹp, con này xinh, chuyện anh kia muốn tỏ tình. Khu chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh nó lắm chuyện bất thình lình. Bà tám thì dễ tính, ông tám quá thông minh. Lời xong quá văn mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Thôi nằm ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Chị Phát, chị Phát, lại bị lại chị Phát. Chị gì vậy? Gì mẹ mất quản như vậy? Chị biết tin gì chưa? Chưa nói đâu biết. Ông sếp mình á, ông Cường Thịnh á, đang lén lút tiễn vợ sau lưng hai chị em mình á. Cái gì? Theo một nguồn tin đáng tin cậy cho em biết, ông thông báo tiễn vợ và đi gặp ứng cử viên hai ngày nay rồi. Trời, sao cái tin hot như vậy mà chị không biết gì hết trơn trời vậy? Thì ông cố tình giấu mình mà. Vậy giờ hai chị em mình phải làm sao đây? Thì cho ông một bài học chứ sao? Cho một bài học hả? Mà chị yên tâm đi. Khi mà trên đường tới đây báo tin cho chị biết, em đã nghĩ ra một kế rồi. Trời, giỏi dữ vậy luôn hả? Từ đó về đây thôi mà nghĩ được một kế rồi. Chị bắt đầu ngưỡng mộ em rồi đó nha. Ông không cưới một trong hai chị em mình làm vợ thì đừng hòng cưới được người phụ nữ nào khác. Ở Hoàng Minh hả? Có ai tới dự tuyển thì đưa xuống dưới đây. Tôi đang ngồi cà phê chém gió. Ủa vậy hả? Ừ. Xuống liền đi. Ừ. Rồi. Anh ơi, cho em hỏi anh có phải là anh Cường Thịnh không? Sao em nhìn anh dữ vậy? Ủa, anh nhìn em mà. Mà anh cho em hỏi anh có phải là anh Cường Thịnh không? Là anh đây. Dạ, hôm nay em tới đây để ứng cử. Vậy hả? Dạ. Dạ, em là Trúc Anh. À, Trúc Anh. Em ghi trong hồ sơ là 1m71. Dạ đúng rồi. Sao ở đây cao dữ vậy? Gần 2m chưa? Dạ không, hồ sơ 1m71 mà chưa tính dày. Vậy hả? Anh là Cường Thịnh, cao 1m61. Tụi mình hợp quá. Em ngồi đi. Em uống gì không? Cho em nước cam nha. Nước cam. Hậu ơi, một nước cam nè. Anh Hậu ơi, anh sẽ tự tay làm cho em. Ủa, sao anh nhìn em dữ à? Em nhìn anh đó chứ. Mời em. Cảm ơn anh. Để em uống thử nha. Ừ, uống đi em. Uầy, chua quá. À, thôi, uống chua đi cho nó đẹp. Đẹp da. Trúc Xanh nè. Ủa, em là Trúc Anh. À, Trúc Xanh. Trúc Anh. À, Trúc Anh nè.
Trong hình em đã đẹp, ở bên ngoài em còn quyến rũ hơn nữa. Cảm ơn anh. Vừa thấy em là anh đã rất có cảm tình. Còn em sao? Thấy anh như thế nào? Mặc dù anh hơi thấp một chút xíu. So với em thì anh quá thấp. Nhưng mà không sao. Napoleon có nói chiều cao con người là tính từ đây tính lên. Tuy anh không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn. Nè nè biết gì chưa? Chứ có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Tiếp cho gọi em. À đúng rồi. Dạ. Tuyệt vời. À dạ. Ôi dạ. Tôi nói là làm. À, dạ tiền này là tiền gì vậy sếp? Tiền công thưởng cho cậu. À thưởng cái này cho em hả? Nhờ cậu viết cái thông báo tuyển vợ. Đó cái ý tưởng đó của cậu là tuyệt vời nghe. Dạ em cảm ơn sếp. Nhờ cậu mà tôi đã tìm được người trong mộng của tôi. Trúc Anh. Dạ em cảm ơn sếp. Mà nhiêu đây thì nó cũng còn... Yên tâm, tôi sẽ còn thưởng cho cậu nữa. Dạ đúng là sếp là người biết trước biết sau. Càng sống với sếp em thấy càng nể phục. Ôi sếp ơi. Gì? Áo của sếp hôm nay đẹp quá. Biết ai mua không? Dạ ai mua? Trúc Anh mua đó. Ôi Trúc Anh mua. Rất là có thẩm mỹ nghe. Đúng là người trong mộng của sếp mà. Rất là hợp nha. Mà hôm nay á, khi mà em thấy sếp có tình yêu rồi đó, tao nói hào quang nó tỏ ra, mặt mày thì tươi tắn nha. Tao nói người gì đâu mà đẹp như một bức tranh vậy đó. Thiệt không? Dạ thiệt. Đoán tôi coi, như vậy thì khoảng bao nhiêu tuổi? Chắc tầm khoảng 16 tuổi, 18 tuổi. Thiệt không? Giống như trai mà gọi là non nõn giống em nè. Thiệt không? Dạ thiệt. Hơi quá nghe. Non quá. Quá hả? Vậy tầm khoảng 30. Phải vậy mới được. Dạ. Tôi tin cậu. Dạ sếp. Chỉ được cái toàn nói sự thật. Dạ. Mà công nhận sếp rất là gọi là gì nữa? Rất là tỏa sáng hôm nay. Bưng bưng. Dạ. Ôi mái tóc của sếp nó bồng bềnh. Nhìn như một tài tử cine. Ngày nào cũng vậy mà. Dạ. Dạ. Cậu chỉ được toàn là nói sự thật. Dạ sếp. Còn gì nữa khen luôn đi. Em không biết khen cái gì bây giờ. Sếp super vét quá rồi. Là gì? Tức là nó quá đỉnh rồi. Nó trên cái sự đỉnh của đỉnh luôn. Nhiều đó thôi là đủ làm tôi sung sướng rồi. Cái này là sướng đúng không? À khoan. Bây giờ mình chừa lại đi. Dạ. Chừa lại ngày mai mình khen tiếp. Dạ. Nha. Bây giờ khen nữa không đủ giờ nữa đâu. Dạ. Nè Lena Bích với lại Mộng Phát làm sao rồi? Tình hình bên đó làm sao? Tình hình là hai người đó vẫn im hơi lặng tiếng. Không có một chút động đậy gì hết. Vậy hả? Dạ. Để ý giùm tôi. Thấy hai người đó có một cái động thái gì lạ là qua báo cho tôi biết liền nha. Tất nhiên chứ. Có động thái gì là em dắt hai cái chân lên cổ chạy nhào qua sếp liền. Nhớ nghe chưa? Dạ nhớ. Đây là cuộc hôn nhân thứ 6 của tôi. Đừng có để mà đổ bể ra là buồn lắm nha. Hôn nhân? Vậy là sếp định là tiến tới đám cưới đó hả? Đúng rồi. Bây giờ tôi phải lên kế hoạch đám cưới liền ngay bây giờ. Nha, một khi mà giang đã đóng thuyền rồi thì hai người đó không thể nào giở trò được. Vậy là bây giờ mình khi nào sếp làm đám cưới? Càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt. Vậy bây giờ không ấy em là người thiết kế đồ cưới cho sếp với lại Trúc Anh được không? Tốn kém không? Thôi thuê được rồi. Tốn kém gì sếp? Bây giờ em sẽ thiết kế một cái đầm dạ hội. Một cái đầm cưới. Nó dài khoảng 15 mét gì đó. Xong rồi sếp sẽ bật một cái bộ đồ vest thật là lộng lẫy. Làm cho tôi một cái đuôi tôm cũng 15 mét luôn. Dạ. Nha. Dạ. Mỗi bên 15 người khiêng hai cái đuôi đó. Xong rồi cái lúc mà mình chuẩn bị bay ra ngoài bãi biển đó, thì em sẽ đặt cái ghế. Mình được đặt cái ghế mà hạng sang. Mình đặt cái ghế máy bay mà cái hạng phía sau á, để sếp biết làm sao không? Tại vì ngồi phía trước á là người ta đi người ta không có để ý, ngồi phía sau á thì dắt nguyên cái đuôi tôm của sếp với lại cô dâu đó, nguyên cái tà nó dài vậy nè, xong cái ai cũng nhìn không hình
Như vậy sẽ rất là dơ tà. Làm cho tôi hai cái cột máng đồ cao lên như vậy, quấn hai cái đuôi dây quấn tức lên trên đó cho tôi. Không phải Zip, vậy nè, nếu mà nó dài vậy nó không có dơ. Cái đó người ta sẽ dặm cái chân lên, thì cái dấu chân đó người ta gọi là dấu chân ngàn năm. Cái giữ lại cái bộ đồ cưới đó sau này cho con của Zip coi. Hay, muốn làm sao cũng được, tùy theo ý tưởng của cậu. Dạ. Miễn làm sao tới ngày đám cưới đừng để tôi với lại Trúc Anh ở trường là được. Dạ. Nha. À, vậy thì cũng phải có một tí yên tâm, tôi sẽ thưởng cho cậu. Dạ em cảm ơn sếp. À, vậy em xin phép về phòng làm việc. Em chào sếp. Đẹp trai quá, rất là đẹp trai. Lúc nào cũng vậy. Tuyệt vời. Number one. Chào sếp. Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, ông Tám quá thông minh, lối sống quá văn mình, có điều hơi đau đầu nhất óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc? Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảm người. Ok.